Anh Tùng ơi, anh Tùng ơi. Dạ, em chào anh ạ. Sao mà còn đây? Dạ, em đứng đây đợi ship cho anh mà. Chết to rồi. Dạ không sao, em đợi được. Thế mấy giờ tiện để ship cho anh ạ? 0 giờ đêm. 0 giờ đêm ạ? Thì cũng hơi bất tiện anh nhỉ. Cười cái gì mà cười nữa. Dạ. Thế nhá, gật đầu gái cho nhau yên tâm nào. Đúng rồi đấy ạ, chân thành cảm ơn rất nhiều. Anh Tùng ơi, cho em đi vào nhà vệ sinh một cái được không ạ? Thôi thôi khỏi vào luôn nhá. Khi đang xem phim mà mẹ sai đi làm. Có nhiều người đóng giá tiền trên TikTok sống có thấy không mà đọc không ra thì con số này dài quá, giá chỉ 15 triệu. Thằng kia. Sao? Mày đang làm gì đấy thế hả? Mày có xuống vệ sinh không? Vớ à. Lại chạy đi đâu rồi, trời thì tối đen như mực. Suốt ngày phim với phỏ, có xuống nấu cơm không?